Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu máy hút mùi đến từ thương hiệu Dewdrop London. Thì các bạn có thể thấy ở trước mặt chúng ta, đây là mẫu máy hút mùi có mã số Jupiter W. Đây là mẫu máy hút mùi áp tường ống khói, có màu sắc đó là trắng kết hợp với kính màu khói, và có công suất 900 mét khối trên giờ, và có kích thước đó là 900 x 550 x 1058 mm. Sản phẩm máy hút mùi này thì được nhập khẩu hoàn toàn tại Ý. Thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển ở đây để mà chúng ta có thể bật tắt, và ở phía dưới này thì sẽ là có hai đèn led để mà chị em phụ nữ chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Và ở đây thì sẽ là cái mặt inox, khi mà vệ sinh cũng sẽ rất là dễ dàng. Đây chúng ta có thể kéo đóng mở rất là tiện lợi. Thì nếu như bạn không thích sử dụng màu trắng thì cũng có thể quan tâm tới mẫu Jupiter B. Đây là mẫu Jupiter có màu đen, cùng lại chức năng giống nhau hoàn toàn. Đây các bạn có thể thấy ở đây thì sẽ là cái bảng điều khiển cảm ứng các chức năng. Đây, ở phía dưới này rất là giống nhau. Thì ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo mẫu Flato BG. Thì cái mẫu này là mẫu máy hút mùi áp tường trang trí. Đây các bạn có thể thấy không chỉ có chức năng hút khử mùi mà bạn còn có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau. Đây, thì máy hút mùi này có cái màu sắc đó là vàng ánh kim với đen, công suất là 900 mét khối trên giờ, và có kích thước 800 x 420 x 1230 mm. Thì sản phẩm này chúng ta có thể thấy sẽ có một cái bảng điều khiển cảm ứng ở đây để mà chúng ta điều khiển. Thì ngoài ra bạn cũng có thể quan tâm tới cái option màu khác, đó là màu đen kết hợp chung với là màu xám, rất là sang trọng. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ máy hút mùi này thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.